Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo là sự kiện lớn và toàn diện nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Đây là địa chỉ tin cậy cho hoạt động tìm hiểu giao thương của các nhà nhập khẩu quốc tế uy tín, các nhà phân phối hàng đầu Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2015. Nhằm thích ứng với bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, triển lãm Việt Nam Food Expo đã chuyển sang tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ đầu năm 2020. Năm nay, phiên bản trực tuyến của Virtual Việt Nam Food Expo 2021 dựa trên nền tảng tổ chức quản lý sự kiện trực tuyến hàng đầu châu Á, cung cấp các giải pháp hiện đại và tối ưu giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động trưng bày triển lãm, kết nối giao thương và hợp tác kinh doanh trên nền tảng số. Các gian hàng trưng bày tại triển lãm được thể hiện dưới các công nghệ 2D, 3D, VR 360 nhằm cung cấp hình ảnh, tư liệu trưng bày một cách sinh động nhất, kèm theo các hình thức tương tác đa dạng như video call, chat box, meeting conference. Đặc biệt, ngoài các tính năng kết nối mạnh mẽ, gian hàng trực tuyến tại Việt Nam Food Expo 2021 còn là trợ lý ảo đắc lực cho nhà trưng bày trong việc thuyết minh, trình chiếu trực tiếp các sản phẩm, đồng thời phát hiện và tìm kiếm khách tham quan tiềm năng như tự động thông báo mọi hành vi của khách hàng khi họ truy cập vào gian hàng thực tế ảo, xem sản phẩm, tài liệu quảng bá hay đặt lịch hẹn với nhà trưng bày. Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam là sự kiện lớn và toàn diện nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, địa chỉ tin cậy cho hoạt động tìm hiểu giao thương của các nhà nhập khẩu quốc tế uy tín, các nhà phân phối hàng đầu Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2015. Nhằm thích ứng với bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, triển lãm Việt Nam Food Expo được tổ chức chuyển bằng hình thức trực tuyến từ năm 2020. Năm 2021, Food Expo tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện và tổ chức trên nền tảng hiện đại với 300 gian hàng thực tế ảo của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Bộ Công Thương tin tưởng triển lãm sẽ là giải pháp xúc tiến thương mại hiệu quả nhằm hỗ trợ kịp thời, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này, tiếp tục mang đến những cơ hội giao thương thiết thực và kiến tạo nên một diễn đàn hợp tác kinh doanh hiệu quả, thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Thông qua các chương trình hội nghị, hội thảo giao thương trực tuyến theo chủ đề trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, Việt Nam Food Expo 2021 đã thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm uy tín của Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, nông sản và thủy sản, đồng thời mang đến những giải pháp tổng thể cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong việc cập nhật các giải pháp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, liên kết chiến lược giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm. Dựa trên nền tảng công nghệ số hiện đại cùng với các kênh quảng bá rộng khắp thông qua mạng lưới xúc tiến thương mại toàn cầu, triển lãm đã giúp doanh nghiệp tham gia tiếp cận và kết nối với số lượng lớn các doanh nghiệp mua hàng, chuỗi cung ứng và phân phối thực phẩm trong nước và quốc tế. Năm 2021, Việt Nam Food Expo tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện, tổ chức trên nền tảng số hiện đại. Bên cạnh đó, để hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp tham dự tại triển lãm năm nay, Ban tổ chức chú trọng đẩy mạnh công tác quảng bá, mời khách giao dịch. Các nhà nhập khẩu mua hàng trực tuyến tại triển lãm thông qua đa dạng các kênh truyền thông điện tử và đặc biệt thông qua mạng lưới xúc tiến thương mại rộng khắp nước, cả nước cũng như là quốc tế, thông qua các hệ thống cơ quan đối tác xúc tiến thương mại nước ngoài, hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam nước ngoài tại Việt Nam, giúp cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm Việt Nam của chúng ta có điều kiện thuận lợi tiếp cận với nhiều cơ quan đối tác kinh doanh và đầu tư tiềm năng, tạo động lực quan trọng góp phần đưa ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam ngày càng khởi sắc. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, triển lãm Việt Nam Food Expo 2021 trên môi trường số là một trong những hoạt động tiêu biểu trong việc đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các nền tảng số, hỗ trợ các doanh nghiệp từng bước số hóa, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển thị trường nội địa, tăng cường hiệu quả nhập khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong khuôn khổ buổi triển lãm, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị quốc tế ngành thực phẩm Việt Nam, hội nghị diễn đàn đối thoại giữa các doanh nghiệp với các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức hỗ trợ và các chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm Việt Nam và thế giới với chủ đề nông sản thực phẩm thích ứng chuyển đổi tăng tốc. Hội nghị năm nay tập trung trao đổi về triển vọng tăng tốc của ngành thực phẩm Việt Nam, những thay đổi về nhu cầu, xu hướng trên thế giới trong bối cảnh mới. Việc tham gia hội chợ lần này nó có ý nghĩa rất là lớn đối với doanh nghiệp về vấn đề kết nối thị trường. Thì đây là một cái hội chợ mang tầm vóc quốc tế và rất là nhiều đối tác cũng như là các người mua hàng muốn tìm những nguồn hàng chất lượng
mà giới thiệu tới khách hàng. Thì đây là các cơ hội mà doanh nghiệp tìm được khách hàng của mình và đúng với đối tượng khách hàng của mình. Được hỗ trợ từ bên Citrix về cái việc vấn đề đi hội chợ này thì doanh nghiệp thấy rất là phấn khích, tại vì là nó giúp doanh nghiệp rất là nhiều. Doanh nghiệp là một doanh nghiệp vừa và nhỏ và cái vấn đề kinh phí khi mà tham gia hội chợ này cũng rất là hạn hẹp. Thì vậy được sự hỗ trợ của Citrix về gian hàng đi hội chợ là nó một điều rất là tốt. Và khi mà tham gia hội chợ này thì doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với khách hàng hơn, có nhiều cơ hội để giới thiệu những sản phẩm tới những khách hàng hơn và tìm nhận mình nó có đối tác mà gọi là uy tín. Công ty tập đoàn IDD là mang có thương hiệu là Hang Coffee và chúng tôi rất là tự hào là một cái sản phẩm cà phê Việt mà sạch, quản lý từ nguyên vật liệu từ vùng trồng cho đến là sản xuất và phân phối. Do vậy nên và rất là mong muốn rằng là qua những cái hỗ trợ như thế này có thể mang đến cái thương hiệu cà phê sạch, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng đến rất là nhiều cây tường Việt Nam cũng như các bạn quốc tế. Thật ra tập đoàn IDD cũng đã có những hoạt động xuất khẩu cà phê sang các nước, ví dụ như là các thị trường Đông Âu, có chi nhánh ở Trung Quốc và hiện nay là chúng tôi đang phát triển ở thị trường nội địa. Và vì vậy tôi rất là mong muốn là mang được cái sản phẩm cà phê sạch này đến rất là tận tay người tiêu dùng. Trong những năm qua, Việt Nam Food Expo đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng, hỗ trợ tích cực cho sự thay đổi và vươn mình phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Với mục tiêu trở thành điểm đến quen thuộc, thuận lợi cho việc thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, kết nối giao thương và đầu tư nhanh nhất, hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm trong nước và nước ngoài, Việt Nam Food Expo luôn duy trì vị thế với quy mô lớn hơn, với 600 gian hàng của hàng trăm nhà trưng bày trong nước và quốc tế, thu hút trên 15.000 lượt khách tới tham quan, giao dịch tại mỗi kỳ triển lãm.